Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 20 USDT đến từ Dragon. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, Join Airdrop. Join vào Telegram. Quay trở lại, mọi người giao tiếp vào kênh channel. Rồi sau đó quay trở lại, follow Twitter và retweet bài đăng. Theo dõi, like và retweet. Rồi quay trở về bot. Mọi người giao vào Discord. Chấp nhận lời mời. Rồi mọi người kéo sang phải nhé. Ở đây thì mọi người thấy nó chưa xuất hiện này, thì mọi người có thể tìm ở bên thanh công cụ bên này. Nhiều khi là do mạng nó chậm ấy, nên là nó không hiện luôn ở trên này. Mọi người tìm đến cái Dragon nha. Đâu rồi? Đây này, mọi người nhìn thấy này, nó nằm ở đây này. Đó. Rồi. Xem có phải xác minh xác mail gì không. Ok, không phải xác minh gì nhé. Mọi người quay trở lại bot. Rồi. Mọi người follow ở trên cái kênh liên kết, sau đó thì retweet bài đăng ở trong kênh liên kết nhé. Rồi, tìm đến bài đăng của nó. Bấm chọn like và retweet. Sau đó quay trở về bot. Mọi người bấm chọn Regit. Rồi tiếp tục xác minh hình ảnh này. Rồi sau đó gửi địa chỉ email. Rồi sau đó gửi địa chỉ ví. Tiếp tục gửi profiling Twitter. Rồi sau đó mọi người gửi cái đường link retweet bài đăng nhé. Quay lại Twitter này. Rồi tìm đến cái bài đăng đã retweet. Ở đây mọi người bấm vào đây copy đường link. Sau đó trở về bot. Dán đường link retweet. Rồi I have a join. Sau đó gửi cho nó username của Discord. Tiếp tục I have a join. Chọn tiếp một lần nữa. Sau đó chọn don. Rồi trở về menu chính và tìm kiếm thông tin. Dự án này thì nó sẽ bắt đầu phân phối trong vòng một tuần sau khi nó được thông báo nhé. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.